lời, vững bước đi lên vượt tới những tầm cao, bạt ngàn cao su một màu xanh đi vòng đen rồng như. Đây là chương trình phát thanh của huyện Cẩm Mỹ, phát trên sóng FM tần số 93,3 MHz. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh. Những con đường xưa bao ngôi nhà đang xây đôi núi Cẩm Mỹ hôm nay xứng danh mảnh đất miền Đông. Phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022. Vừa qua tại thủ đô Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022. Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chính thức phát động tháng công nhân năm 2022 với chủ đề Công nhân Việt Nam, tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Để hoạt động thực sự có hiệu quả, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn hệ thống công đoàn, đoàn viên, người lao động và cả xã hội về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động tháng công nhân, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Các cấp công đoàn lựa chọn, triển khai và có hiệu quả định hướng trước 10 hoạt động theo kế hoạch và 4 hoạt động trọng tâm theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức tháng công nhân gắn liền với triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Trọng tâm là chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động an toàn, tham mưu, đề xuất để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn và công nhân viên chức, lao động, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách, thiết yếu của công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú là công nhân, lao động cho đảng xem xét kết nạp, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với từng khu vực và đối tượng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Cuối chương trình là phần tuyên truyền thông báo. Chào cô Chính, cô đi đâu mà tất bật quá vậy? Chèn ơi, dịch giả này mà đi đâu anh hai? Ê, mời cô vào dùng thích trà. Nghe anh mời á, mà bụng tôi mà hứa cờ à. Thú thật qua cô vườn nhà anh nó cây trái sum suê, mùi thơm tỏa ngát, nên tôi đánh liều qua tìm bí quyết. Vườn bển cây èo uột, trái rụng non, thương lái đến chê trái không mọng, không ngọt, không thơm, ép giá, thiệt khổ anh à. Bí quyết gì cô? Hồi trước á, vườn này cũng vậy à. Từ ngày được các nhà nông khuyến cáo bón Kali Sulphate của Shop Phú Mỹ, tôi thực hiện theo, hiệu quả trông thấy. Vậy là tôi nhớ được dạng rồi. Anh nói rõ hơn về Kali Sulphate Phú Mỹ gì đó được không? Đơn giản thôi. Kali tối cần thiết cho cây phát triển, nhưng nhà nông mình thường dùng Kali clorua để bón cây ăn trái. Clo là tác nhân làm sượng trái, giảm mùi vị. Shop Phú Mỹ là một trong 2 nhà máy duy nhất tại Đông Nam Á có công nghệ loại bỏ clo, tạo ra sản phẩm Kali Sulphate dành riêng cho cây ăn trái, ngò, hành, ớt, tỏi. Sầu riêng, thanh long, cam, xoài, mít, bưởi thì không thể thiếu Kali Sulphate cô Chính à. Cảm ơn anh hai. Giờ tôi mới hiểu, tôi đi mua ngay Kali Sulphate Phú Mỹ mới được. Shop Phú Mỹ, đón mùa bội thu. Chương trình phát thanh của huyện Cẩm Mỹ xin khép lại tại đây. Chương trình do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Cẩm Mỹ thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.